cái đó cái gì á? À, hồi đợt Kim đi chơi đó, Kim mua cái đồ trang trí Giáng sinh mà Kim quên luôn cô chú anh chị, hôm nay Kim mới thấy nè. Ông già Noel tới trường tặng quà cho các bạn nhỏ đó cô chú anh chị. Đi vô trong cái tiệm đồ cũ nữa, lại đi vô đó nữa cô chú anh chị. Cuối cùng là cũng có mua được một ít đồ đó mọi người. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Sáng nay trời gió mạnh đó cô chú anh chị, mà lạnh luôn. Lạnh gì lắm, lạnh luôn mọi người. Bây giờ 8 giờ mấy rồi mà tối thui rồi cô chú ơi. Cái này là hôm bữa Kim với Tony đi qua nhà ba mẹ chồng về đó cô chú anh chị, xong rồi ghé shop mua một ít đèn hết mọi người. Hôm nay xem là mình đã mua được cái gì hết cô chú anh chị. Hôm bữa giờ là đã tốn rất là nhiều tiền cho Giáng sinh rồi đó cô chú anh chị. Đây là giống như cái nhà cây nấm hết mọi người. Cái này thì không có mua, cái này Kim lục lại ở trong cái đống đồ ở nhà nè. Kim thấy là lúc trước mình đi du lịch đó, xong rồi cái em chi vẽ đó cô chú anh chị. Giờ lấy ra cái này đốt nến cho trong đây được hết mọi người. Đây là em chi chọn hả cô chú anh chị. Cái này cũng rất là dễ thương nè cô chú anh chị, cái này cũng là em chi chọn luôn đó mọi người. Cái nhà đây là đèn gắn ở phía ngoài hả cô chú anh chị, nhưng mà Tony đi công tác rồi thì cuối tuần ảnh về ảnh mới gắn được mọi người. Cái này bây giờ Kim sẽ để lên trên đây.
Ôi cái gì á? Đưa mẹ coi. Ở bữa nay chỉ có bằng khen cái này cô chú anh chị. Cái bằng khen này là đọc reading là đọc giỏi nè. Lauren Lynn, trời ơi giỏi quá con. Quá giỏi luôn em Chi ơi. Vậy là Chi đọc giỏi đúng không? Ừ, rồi còn gì cho mẹ nữa không? Ờ. Not down here. Ok. Rồi đâu? Cái đó cái gì á? Nào. So we put this on here. Quay hình ra. À bữa nay cho vẽ hình ai nữa đó? No. So we put these clothes on here. Mm. We need to stick it. No. Mà cho mẹ coi hình trước đã. And even now you put this on here so you don't need to do the pants. This is the one in the little paper one. Mm. But you need to put it in blue top. Đây nè, để cho mẹ cho ông và cô chú coi hình này cái đã nè. Em Chi này vẽ hình của ai đây? Mẹ, ba. Mẹ với ba đó hả? You and daddy is Marvin. Mẹ với ba đám cưới đó, hả? Trời ơi trời. Rồi đâu, rồi cái gì nữa đâu? Đưa cái đầm đâu, đưa cho mẹ coi cái đầm đây. Cái đầm kia kìa. Mẹ Chi làm á. Đây là cái đầm nè, cái đầm để mẹ thay nè, đúng không? Đây em Chi cắt ra. Em Chi nói là mẹ có thể thay đồ mặc vô. Và cái áo đâu? Ở cái áo đây hả? Ờ, cái áo gì sạch si quá dữ vậy trời. Đó, cái đầm. Ma. Ừ. Rồi, cái này là cái gì? Unicorn. Cái này là con unicorn là con gì ta? Con cái con gì quên mất tiêu rồi, cái con gì gọi là con gì, con gì đi. Cái này là lấy bằng tay làm nè hả cô chú anh chị? Đây nè, để cái bằng tay lên này nè. Vẽ lên. Chị giỏi quá. Rồi mình cảm ơn Chi. Xin chào con bà cô chú, con đi học. Rồi đưa cho bà cô chú coi hôm nay Chi mặc cái gì đâu. Hôm nay ở trường Chi là mặc cái đồ gọi là jumper day, là mặc cái áo những cái đồ mà về Giáng sinh hả cô chú anh chị. Đây nè, Chi có cái áo jumper có hình của Giáng sinh Christmas nè. Thì hôm nay trẻ em sẽ được mặc đồ tự do và cái cột tóc cũng được màu hồng luôn, tại bình thường là chỉ được xài cột tóc màu xanh đen thôi hả cô chú anh chị. Thì hôm nay không cần đồng phục, những cái gì mà có liên quan đến Giáng sinh là được. Thì ngày hôm nay sẽ trường sẽ quyên góp từ thiện đó, mình đi học mình sẽ đem tiền theo mình làm từ thiện hả cô chú anh chị. Có ấm chưa? Hello cô chú anh chị, hôm nay Kim dọn dẹp ở trên lầu nè mọi người. Xong rồi Kim mới phát hiện ra là hồi đợt Kim đi chơi đó, Kim mua cái đồ trang trí Giáng sinh mà Kim quên luôn cô chú anh chị, hôm nay Kim mới thấy nè. Rất là dễ thương luôn mọi người, rất là xinh luôn. Cái chỗ mà hôm bữa cái làn dệt Kim đi đó cô chú anh chị. Ở trong đây là có nguyên một cái set này là người tuyết hả cô chú anh chị, người tuyết mini nè. Cái này có thể gắn lên cây thông hả cô chú anh chị, hoặc là nè, trang trí lên cây thông nè mọi người, hoặc là mình trang trí cái góc nào nhỏ nhỏ cũng rất là dễ thương luôn. Một chút nữa để Chi đi học về Kim sẽ cho Chi nó tự làm hả cô chú. Và cái này nữa nè mọi người ơi, rất là xinh luôn. Đây, đây là cái bộ đồ của ông già Noel nè, những cái đồ Giáng sinh nè, cái mũ len nè, cái đồ nè, đôi tất nè, rồi cái áo nữa nè, rất là dễ thương luôn. Cái khăn quàng cổ nè cô chú anh chị, đây giống như là một cái đồ em bé nè cô chú, rất là xinh luôn. Đây là cái giống như là đôi hài ha, đôi vớ, đôi giày gì đó. Nên là cái bộ đồ này dễ thương quá chừng luôn mà Kim không nhớ luôn cô chú anh chị, Kim quên luôn. Giống như đồ cho em bé á, quá chừng dễ thương luôn nè mọi người, xinh quá. Kim sẽ, bây giờ Kim sẽ gắn lên đây, Kim sẽ treo lên đây. Ở đây nè cô chú anh chị, ở phía trên cái bức tường mà ở trên cái lò sưởi của nhà Kim á, là còn một khoảng trống hả mọi người. Kim nói là in cái bức hình hoặc là mua cái bức tranh gì đó treo lên đây, nhưng mà mình chưa có làm đó cô chú anh chị.
Hôm nay Kim sẽ treo cái này lên luôn. Cái này ấy, mình dán vô xong rồi cái mình mở ra rất là dễ luôn cô chú anh chị. Đây nè. Những cái hình mà thường Kim dán lên tường á là Kim dán bằng cái keo này nè cô chú anh chị. Xin chào con bạn, con chú, con đi học về rồi. Chị bữa nay đi học vui không? Chị học bữa nay đi học đó. Mặc cái đồ này có ai khen đẹp không? Bạn mở ra ai mở? Mở cái này ra đó hả? Lên đó hả? Chị đi học giờ chị có gì cho mẹ ra. Hôm nay chị nói là chị đi học giờ chị có cái gì nè cô chú anh chị. À, khoan từ từ để mẹ nói xong cái đã. Hôm nay là cái ngày mặc đồ Giáng sinh hả cô chú anh chị, thì ở trường hôm nay là có ai tới chị? Santa hả? Là có ông già Noel tới trường tặng quà cho các bạn nhỏ hả cô chú anh chị. Nhưng mà chị chưa có mở luôn nè, chị đợi về nhà mở với mẹ đúng không? Rồi mở ra đi con. Chị nó nghĩ cho mẹ ghê luôn á. Lúc nào cũng nghĩ đến mẹ hết trơn. Một cuốn sách. Cuốn sách gì đây? For the Christmas. Cuốn truyện. Đây đưa cho con bà cô chú coi nè. Cuốn truyện ông già Noel nè cô chú anh chị. Tối nay này mày đọc cho con ha. Đi đâu á? Còn nữa hả? Rồi ngồi đi mẹ lấy cho, ngồi ghế đi mẹ lấy đưa cho. Đây. Nói gì nữa? Con lên đó ngồi đi mẹ đem cái cặp qua đây nè. Rồi ngồi lên. Rồi lấy ra. Cái gì đâu? Nó giấu kỹ chứ sợ luôn. Đi dọc đường nhớ bộ vụ cho mẹ xem, không cho cô chú anh chị đi về nhà mới được. Lauren. Ủa chứ N đâu? I think she didn't do it. À. Tô màu đây đó hả? Tô màu chưa xong, cái này chút nữa tô nữa nha. Cái này còn nhiều chi tiết nhỏ lắm nè. Cái này tô phải lâu lắm mới xong đó chị à. Cái này chị con lấy màu nước á, con tô nó mới đẹp còn gì nữa không? Hôm nay Kim đi đón chị á cô chú anh chị. Là Kim đem theo đồ của chị luôn mọi người. Để hồi nãy đón chị là Kim nói thôi mẹ con mình đi cà phê đi, ăn tối xong rồi đi tới gymnastic luôn. Mà chị không chịu cô chú anh chị. Kim chi một hai là đòi đi về nhà. Lý do là chi vẽ hình tặng cái cô giáo mà dạy gymnastic hả cô chú anh chị. Vẽ hình mấy ngày nay rồi mọi người, mà để ở nhà không có đem theo. Một hai là phải đòi đi về nhà lấy cái hình nó đem tặng cô. Không chịu đi cà phê mọi người. Mình nghĩ tới cô thấy ghê không? Đây nè, mình để đồ ở trong đây nè. Rồi lấy ra đi. Lúc nãy mà Kim đi đón chi sớm, cái cành cây thông là lúc nãy Kim thấy trên đường Kim lụm luôn nè. Kim đi sớm á, đi xe bus tới đó sớm tới 30 phút lần cô chú anh chị. Cho nên là Kim đi vô trong cái tiệm đồ cũ nữa, lại đi vô đó nữa cô chú anh chị. Cuối cùng là cũng có mua được một ít đồ đó mọi người. Đây. Cứ mỗi lần đi vô đó là định xem thôi, nhưng mà cuối cùng là mua. Đây nè cô chú anh chị. Đèn. Cái này để mình đốt đèn cày ở trong đây nè cô chú anh chị. Cái này có 2,50 đồng hả mọi người. 2,50 đồng. Cái này Kim thấy ở trong shop bây giờ người ta bán cái đồ mới á, gần cả 10 đồng luôn đó cô chú anh chị. Cái này trong tiệm đồ cũ có 2,50 đồng thôi, nhưng mà rất là mới luôn cô chú anh chị. Đốt đèn cày ở trong đây nè. Còn nữa đó mọi người. Cái trái tim này là đẹp quá chừng luôn cô chú ơi. Cái này nó bằng sắt, bằng thép gì đó kia không biết nữa. Cái này chỉ có 1 đồng thôi đó cô chú anh chị. Cái này mà bây giờ mà mua ở trong shop chắc cũng phải là 8-9 đồng, 10 đồng hả mọi người. Nhưng mà cái này người ta bán có 1 bản Anh thôi à cô chú anh chị. Kim mua luôn nè.
Đẹp không? Rồi. Mà con lấy ra đi. Đây giống như là một cái cây thông hả cô chú anh chị. Cái này cũng có một đồng một cây thôi. Cây thông màu đỏ có ngôi sao nữa nè. Cái này Kim có thể là để ở trong cái toilet đó. Toilet ở dưới đây nè cô chú anh chị, coi khách vô đó. Khách vô đi toilet cũng có không khí Giáng sinh ở trong toilet luôn á mọi người. Còn cái này thì Kim sẽ để cửa sổ hay gì đó. Tại vì người ta có hai cây à. Mỗi cây một đồng, không lẽ mình lấy có một cây mà Kim thấy cũng xinh nữa nè. Mình cái này mình có thể xài tới nhiều năm sau cũng được. Mình xài xong rồi mình cất vô đây. Hôm nay Kim mua 4 món là toàn màu đỏ không đó cô chú anh chị. Hết rồi đó, bao nhiêu đó thôi đó. Rồi mẹ còn có một cái món đồ nữa cho chị nè. Chị biết món đồ gì không? Cái này lúc nãy Kim mở rồi. Cái món đồ này nè, để qua bên đây đi, mẹ cho chị xem nè. Ngồi chị ngồi xuống, chị ngồi ngay lại đi. Cái món đồ này là hôm bữa đi chơi mua nè. Hôm bữa mình đi chơi á, mình mua chung với cái đó luôn á. Chị thấy là rồi chị lấy ra coi. Ôi đừng có xé hư cái bịch con. Rách luôn rồi. Tèn tà tèn. Dễ thương không? Nghe mạnh. Dễ thương không? Dễ thương quá. Dễ thương quá hả? Trời ơi. Rồi giờ muốn để này ở đâu? Cái này con biết gắn ở đâu không? Nè có sợi dây nè. Gắn ở đâu được? I could make it sleep. Để trong đây cho ngủ luôn hả? Trời, bây giờ nó không chịu lấy ra cô chú anh chị. Nó là để trong hộp này cho mấy cái anh này ngủ luôn. Đồ thôi con chơi đi nha, mẹ đi làm đồ ăn cho con xong rồi đi thay đồ ha. Rồi đi gymnastic ha. Bữa nay đi gymnastic cô chú anh chị thì ba chị không có nhà. Hai mẹ con sẽ đi taxi cô chú. Xong rồi một chút nữa ba xuống sân bay, ba lại đến đó đón ha mọi người. Mẹ. Để mẹ mở ra cho. Đã tới gymnastic rồi hả cô chú anh chị? Anh chị có mặc thêm một cái bộ đồ bên ngoài nữa nè. Em em cởi đồ ra em xếp nè cô chú anh chị. Em xếp ngay ngắn hết trơn nè. Mà con mở giới ra luôn đi. Chị, mở giới ra luôn đi. Chị gặp cô chị mừng quá hả? Chị cầm một sấp hình theo tặng cô giáo mà chị thấy cô chị mừng quá trời nè cô chú ơi. Mà chị này bả định cô thấy ớn luôn á, cái cô nào mà cũng vẽ hình mà tặng hết trơn á, ghê thiệt chứ. Biểu sao mà đi học ngày nào cũng không được, cũng được bằng khen. Một sắp hình luôn, cả chục tấm hình. Quá trời em chi rồi. Không có nhảy nữa, nhảy quá à, chóng mặt luôn á. Rồi tiếp. Anh chị có gì vậy? Cái đồng tạ đi. Chị được bằng khen nữa nè. Cái này là đồng ý kì. Đúng rồi. Đi qua chẳng nó được xếp cái kia. Đây là đồng ý kì hắn chị. Đấy. 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 Đấy.